Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Đây là tối ngày thứ bảy, ngày 9 tháng 7 2022 nha mọi người. Tiếp tục lại gói hàng cho anh em ha. Thì ở chỗ của mình vừa mưa nha anh em. Bây giờ là 7 giờ tối nè, trời vừa mưa xong. Anh em thấy mưa nổi nước không? Mưa nước lỉnh kỉnh luôn ha. Đấy, mưa rất là to luôn. Và vì mưa cho nên nãy giờ gói đèn không được, giờ mới ra gói nè mọi người. Chứ chỗ mình mưa, ba cái tôn nó ồn lắm, gói nó ồn lắm anh em. Thì trước mắt anh em là một cái ốp trần 300W. Để gửi với một cọng dây nữa chứ, gửi chú Nguyễn Hữu Kết ở thôn Bích La Trung, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị. Thì chú Kết là khách cũ ha, chú trước đây đã mua rất là nhiều hàng luôn và bây giờ chú quay lại chú mua nữa. Thì nhu cầu của chú là mua một cái ốp trần ha, nhưng mà chú sợ là cọng dây không đủ cho nên chú lấy thêm một sợi nữa đó. Thì ốp trần 300 mình vẫn còn để bán, còn ốp trần 400 thì mình tạm thời hết hàng và không có lấy hàng kịp nha anh em. Nói chung là không có hàng để lấy, đơn giản vậy cho anh em dễ hiểu. Không có nói giảm nói tránh gì trơn, không có hàng để lấy. Nhiều anh em nói Zindian là một hãng đèn lớn, tại sao lại hết hàng, tại sao là không có hàng. Nói chung là sản xuất không kịp đâu mọi người. Nếu mà sản xuất kịp thì cũng chở qua không kịp đó. Thị trường Việt Nam nó đang rất là hút hàng ốp trần cho nên là giờ còn 300 thì bán 300, chứ 400 thì phải đợi nha mọi người, đợi ít bữa nữa ha. Có rất là nhiều tin nhắn ốp trần 400 vô ở kênh miền Tây Solar luôn, vô Zalo của mình đó, nhưng mà mình thua nha mọi người, không thể nào mà có đèn để bán được. Cái tấm pin này là tấm pin 18W nha. Tấm pin này là ngang 3,5 tấc, dài 3,5 tấc, và cái tấm pin này nó không có dán cái mạc đó, không dán mạc nha. Đó, không biết tại sao nó không dán nè, chứ hàng của Zindian nha nè, cái thùng đó nè, đây là cái thùng của đèn, còn ở trên đây là cái thùng của tấm pin đó, nó đi bộ với nhau ha. Mình không có lấy hàng của ai mình lắp vô đâu anh em, tại không biết sao nó không dán cái tem thôi. Rồi cái cọng dây rin của nó nè, dây của nó nè, còn đây là cọng dây nối thêm, chú lấy thêm cộng 5m nữa nè đó. Thì mình đây mình thử luôn, mình kết nối vô luôn nè ha, kết nối luôn. Kết nối để chi, để thử cọng dây đó nó phù hợp với nhau. Thì lúc trước mình cũng tưởng đâu là sợi dây nào gắn cũng vô nè, cái này cũng lâu rồi, tưởng là sợi dây nào gắn cũng vô, và mình gửi cho các anh các chú cái cọng dây gắn không vô. Thực chất là gắn vẫn vô nhưng mà nó hơi khó vô và mọi người không có quen tay cho nên là không có chọt vô được, nhưng mà mình cố gắng thì mình vẫn chọt vô được ha. Nó hơi khó vô một chút đó. Thì cọng dây này thì quá phù hợp rồi, tại vì mình có 3 loại dây, mình lựa cái cọng nào phù hợp nhất mình gửi thì cho mọi người nha. Rồi giờ tới cái ốp trần của chúng ta. Cái bộ pin lưu trữ này của nó là 16 ampere giờ, nó có 328 con 2835, chia làm 6 vòng, 1 2 3 4 5 6 vòng ha, 6 vòng. Đường kính này là 3 tấc 2 cái vòng này ha. Đó, 328 con 2835. Bộ pin lưu trữ 16 ampere giờ. Đó thì đèn này nếu mà anh em mua một cái thì 750, hai cái thì chỉ có 730 thôi. Rẻ cực kỳ ha, gọi là rất là rẻ. Còn phí vận chuyển thì không có nhiều, tí lý do là tại vì đèn nó nhẹ. Mà nhẹ thì phí vận chuyển không có cao đâu mọi người, chừng 50.000 gì. Đó, anh em mua hàng nhớ thanh toán mình phí ha. Rồi bây giờ mình sẽ test, mình bấm auto. Đèn chớp cho người ta thấy một cái rồi nó tắt ha. Nó cháy một cái rồi nó tắt. Lý do là tại vì nó đang sạc anh em. Rồi bấm off on. Đó thì đèn cháy rồi. Bây giờ mình sẽ cầm cái đèn mà mình đi ra ngoài cho anh em thấy độ sáng ha. Tại vì nhiều anh em mới hỏi là ốp trần 300 như vậy là nó có lớn không? Tại vì 400 thì mọi người biết rồi, nhưng mà 300 thì mọi người không biết cho nên là mọi người hỏi là có lớn không? Rút này ra ra. Đó, và nó không lớn vậy thì nó có đủ độ sáng không? Cho nên là không có dặn, chỉ rút ra thôi chứ không có dặn. Nắm rút ra, cái này là cái chốt này không có dặn. Đó thì chúng ta có thể đi vòng vòng để coi độ sáng của ốp trần 300 ha. À, giá 750k, 50 cành ha. Rồi anh em thấy không? Hàng Zindian thì nó không bao giờ tệ, nó không bao giờ có chuyện mà tối thui ha. Nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta với tầm giá 750.000 nha anh em. Đấy. Sử dụng thì cứ gọi là thoải mái nha, không có gì phải lo lắng đâu mọi người. Đấy, ok chưa nè ha. Đó, hàng thì Zidane thì lúc nào nó cũng chuẩn chỉ nha. Đấy, ok không ha. Riêng mình cảm thấy thì nó hợp lý ha, rất hợp lý. Nhiều anh em cứ sợ nó nhỏ rồi không có đủ công suất cho phòng anh em đó, thì cái này mà gắn phòng ngủ thì quá ok rồi đó, dành cho những anh em nào mà làm biếng ha,
Làm biếng có nghĩa là sao nè, chúng ta giăng mùng ta ngủ, khi ta ngủ cái ta phải chui ra mùng ta tắt đèn, nó hơi phiền phức. Và bây giờ nó có remote nè mọi người, chúng ta nằm ở trong mùng ta bấm tắt luôn ha, chứ không mắc gì phải chui ra nha mọi người, thấy không, không có chui ra đó, đó là làm biếng. Còn anh em mà lắp cái này ở cái hành lang hàng tư ha, ở chỗ nào mà có la phong ở nhà chúng ta thì hợp lý đó, mua hai cái trở lên được giảm 20.000 cái nha anh em. Cái đèn này đang đang sale ha, đang sale, không phải ế ẩm gì đâu, cũng mới hàng mới về thôi, nhưng mà mình muốn giảm giá một tí cho những anh em nào mà mua hai cái trở lên nha mọi người. Thôi mình xin chào mọi người, anh em đam mê những cái đèn này cứ liên hệ Zalo 076 687 4311 nha. Hẹn gặp anh em ở những cái video lần sau. Đó, hàng thì rất là chuẩn chỉ của Zindian nha anh em. Nhớ cho kênh Miền Tây Solar một cái đăng ký ha. Xin chào anh em.